cũng có trải qua nhiều mối tình rồi đúng không? Không nhiều lắm đâu ạ. Nếu mà là tính chính thức thì chỉ có 3 lần. Vậy mà không nhiều lắm đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xin mời bạn. Em xin chào chị Cát Tường. Em tên là Hợp, năm nay em 31 tuổi. Hợp đang công tác ở đâu? Dạ, em đang làm nhân viên nhân sự. Rồi, chúng ta sẽ đợi bạn nam của chúng ta nha. Xin mời bạn nam. Chào anh Quỳnh. Chào bạn. Bạn giới thiệu về mình. Em là Đỗ Văn Giáp. Đỗ Văn Giáp. Dạ. Năm nay em 31 tuổi, em đang làm kinh doanh. Bạn cảm giác thế nào khi mà bước lên sân khấu, bạn có mừng hay không? Em rất là hồi hộp rồi anh. Em ngồi dưới kia mở tim em cứ đập đập lý đục luôn, trời ơi. Hồi hộp về việc gì? Hồi hộp người bạn gái hôm nay mình muốn hẹn hò, không biết như thế nào. Mà tưởng rồi. Tượng ra thì bạn gái bạn chuẩn bị hẹn hò như thế nào? Có mái tóc dài, mặc váy, khuôn mặt rất là có duyên. Nước da ngâm ngâm một chút cho nó khỏe mạnh. Bên này thì khỏe mạnh. Bên này rất khỏe mạnh. Bây giờ bạn trai bên kia nói như vậy rồi, giờ hợp mình tự giới thiệu về mình luôn đi. Em thì cũng không có yêu cầu gì đâu, quan trọng là hợp tính tình thôi. Hợp tính tình. Dạ. Nhưng mà bạn là năm nay là 31 rồi. Dạ. Nghĩa là chắc mình cũng có trải qua nhiều mối tình rồi đúng không? Không nhiều lắm đâu ạ. Nếu mà là tính chính thức thì chỉ có 3 thôi. Chính thức là chỉ có 3 thôi. Vậy mà không nhiều lắm đâu. Bạn quê là ở đâu? Quê em thì ở Nghệ An nhưng mà gia đình em thì chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh cũng được 10 năm rồi. 10 năm rồi. Bạn ở trong đây 10 năm rồi. Bây giờ bạn suy nghĩ sao về cái vấn đề lấy chồng sinh con trong cái thời điểm này? Em nghĩ là em đã đến tuổi rồi. Mình có đặt ra cái chuẩn gì cho mình không bạn? Trước thì em nghĩ là em có nhiều cái chuẩn lắm, nhưng mà giờ bây giờ em đến tuổi này thì em nghĩ là chắc là cũng không cần cái chuẩn gì lắm đâu. Nhưng mà chẳng lẽ gặp ai cũng lấy đại? Không hẳn là gặp là lấy đại, nhưng mà em nghĩ là quan trọng là nói chuyện mà cảm thấy hợp với nhau thì em nghĩ là sẽ được. Rồi, bạn bên kia ở Nghệ An, còn bạn quê ở đâu? Dạ em ở Hà Nam ạ. Em vô trong này được 11 năm rồi. Em cũng xin tự giới thiệu về mình. Em thì có một số những cái sở thích nó nhỏ nhỏ thôi. Rảnh thì em hay đọc sách, đặc biệt là những sách về bên kinh doanh nha. Rồi thi thoảng đi uống cà phê, rồi cũng hay đi dạo mình lắm anh. Có lẽ là bạn chưa có người yêu nên đi dạo mình. Dạ có lẽ vậy ạ. Có trải qua mấy mối tình rồi? Trải qua 3 mối tình rồi. Cũng 3 mối tình, dạ. 2 người nhập lại 6 mối rồi. Cái mối này ta dính luôn đi. Dạ. Giọng này đọc thơ hay lắm nè. Nghe nó ngọt ngọt, nó nhẹ nhàng, nó bay bay sao nha. Dạ. Không biết đọc thơ không? Có biết đọc thơ và em cũng đã từng làm thơ luôn. Từng làm thơ luôn? Dạ. Bây giờ đọc thử một bài thơ nào xem. Bài thơ nào tự làm đi. Thôi để em đọc cái đoạn thơ mà em rất là thích, nói về tình yêu đó chị Cát Tường. Em đã từng mình làm một bài thơ cách đây lâu lắm rồi. Đó là một bài thơ nói về sự chia tay một người bạn. Em xin đọc bài thơ này. Bước tới bến sông trời đầy gió, tiến người bằng hữu có trăng lên. Hoa lá lung linh cùng với gió, nước vỗ quanh mạn tựa lặng in. Hai ta đứng giữa trời xanh ngát, mắt biếc thôi dần tựa dặm khơi. Mình ta nhẹ bước mà như thấy bóng người bằng hữu vẫn còn đây. Dạ xin hết ạ. Tình bằng hữu đúng không? Dạ tình bằng hữu. Tôi cũng nhớ ngay cái câu là rượu ngon không có bạn hiền, một mình ngồi nhậu không phiền đến ai. Nhậu rồi mắt thấy cay cay, vì đâu ta phải chia tay bạn hiền. Bạn có thích đàn ông làm thơ, đọc thơ không? Nói chung là hơi xến xến không? Em nghĩ là em không hợp với những người mà có tính xến xến. Sao vậy? Chắc có lẽ là do nhìn cái bề ngoài của em nó hơi mạnh mẽ. Ủa vậy hả? Đọc cái khác được không? Thích nghe hát không? Dạ được. Rồi bên đây thích nghe hát đó, hát thử khúc. Chứ thơ là bên đây không thích rồi đó. Em xin hát một khúc trong bài Dấu Chân Kỷ Niệm. Chuyện tình đôi mươi chan chứa, không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ái. Có anh và em, còn ai nữa đã yêu thương trong cuộc đời. Dạ em. Rồi thích chưa? Thấy hợp chưa? Chắc không hợp đâu. Không hợp là tan luôn à nha. Em muốn hỏi xíu là bạn nam có hay kể chuyện cười hay là nói chuyện hài hước không? Em thích như vậy hơn. Trả lời kìa bạn nam ơi. Mình cũng hay kể chuyện cho mọi người nghe. Mình cũng luôn luôn là lắng nghe và chia sẻ những cái tâm sự cũng như là những cái điều mà những người xung quanh người ta muốn giải bày cùng mình. Vậy bạn có phải là người nói nhiều không? Mình là tiếp người nói hơi ít, nhưng những trường hợp mà cần thiết thì mình nói
cũng nhiều một chút. Nãy giờ là bạn trai đã phô diễn ra nhiều cái tài năng rồi. Dạ. Mình cũng đâu có để cho bên phái nữ mình lép vế vậy. Bản thân bạn thấy mình có cái năng khiếu gì không? Em thì em thấy mình chẳng có năng khiếu gì đặc biệt cả. Theo như bạn nghĩ thì lý do tại sao mà mình vẫn chưa có bạn trai? Em nghĩ là vấn đề thì chắc là có nhiều. Nhưng mà em nghĩ là có hai vấn đề chính. Một là chắc là tại số, hai là nhan sắc em có hẳn nhưng mà thủ đoạn của em thì ít thì phải. Không, chị là nghĩ trong tình yêu thì mình nên chân thành thôi. Em nghĩ từ trước đến nay em vẫn đối xử chân thành với tất cả mọi người. Thế yêu cầu của bạn một người bạn trai thế nào? Người trầm tính và nói chuyện hài hước thôi. Bạn này trầm tính lắm, bạn này nói rất là trầm. Rồi hài hước thì chắc cũng có đó. Rồi gì nữa? Em ngoài ra em chả có yêu cầu. Cái gì cũng được hết trơn. Chả cái gì của em cũng được hết trơn. Dễ quá vậy. Mà bây giờ còn ế thì chưa. Nếu mà khó khăn nữa em biết đến bao giờ. Rồi chồng quá à. Bạn nam bên kia nghe chưa? Dạ. Rồi bạn yêu cầu bạn nói luôn bạn gái bệnh luôn đi. Em thích một bạn gái có mái tóc dài, biết lắng nghe chia sẻ, sống chân thành, biết kính trên nhường dưới. Anh ơi, lắng nghe chia sẻ thì được nhưng mà tóc hơi ngắn có được không? Không sao, tóc ngắn để dài được mà. Nhưng mà em không thích tóc dài thì sao? Anh tôn trọng ý kiến của em. Hỏi gì hỏi bạn đó luôn đi. Không tôn trọng ý kiến của em, nghĩa là em cứ để tóc ngắn đi mà anh không có hẹn hò với em. Không anh chị Cát Tường ơi. Nó hẹn hò đây dễ thương lắm. Đây sao cũng được, chứ cũng muốn vợ lắm rồi. Dạ. Lấy vợ về Hà Nam ở hay là ở Sài Gòn? Không, hiện tại em đang sống trên Biên Hòa. Công ty em nằm trên đó cho nên em sống ở đó luôn. Công ty làm về gì? Dạ, công ty sản xuất ô vít. Có nhà riêng chưa? Dạ em ở tại công ty luôn đấy. Thì lấy vợ về ở công ty hả? Dạ. Vì công ty đó là công ty em thành lập luôn. Dạ. Ngon rồi. Vậy là hay quá. Bây giờ mở Biên Hòa luôn rồi sao? Nói chung là vừa chấp nhận luôn. Chấp nhận luôn là đi theo xuống Biên Hòa ở luôn. Mà nãy giờ tôi tò mò thật sự là cái giọng nói bạn này rất là truyền cảm, rất là ấm áp. Giọng nói kể chuyện ma hay. Nhỏ xíu vậy trời, bên đây bự lắm. Số 10 cũng có sao đâu. Em nghĩ có bạn gái về em sẽ mập lên nó chỉ Cát Tường. Bên này đẹp lung linh luôn. Dạ em cũng không cần người bạn gái của em đẹp quá dạ. Cũng không cần học thức không, cao. Không bao giờ nói đẹp lung linh đi. Dạ đẹp, đẹp lung linh. Lung linh nói được đó, có sao đâu. Dạ. Hồi nãy nghe đọc thơ có hơi ngọng ngọng một chút. Không có sao đâu. Em kể chuyện ma. Thử thôi. Em nói không có được. Đâu nói thử thôi. Vào một đêm không trăng không sao, bỗng hai người gặp nhau và tâm sự. Dạ hết á. Thôi được rồi. Không, dễ thương, có điều có cái nhỏ quá gì, bên đây bự gì làm sao trời. Trời trời. Bên kia dễ thương lắm. Anh này cái là anh từ tốn nhẹ nhàng. Hai người về bảo đảm không bao giờ có cãi nhau đâu. Quýnh lộn thôi á. Không quýnh lộn. Rồi, nhưng trước khi mà kéo màn lên tôi hỏi là bạn không thích gì ở người phụ nữ? Nói quá nhiều rồi. Cùng một cái câu chuyện mà nói tới nói lui em thấy đau đầu lắm. Dạ. Rồi em không thích người phụ nữ là tóc tai lòe loẹt quá. Móng tay móng chân là đỏ. Đỏ chót đây nè. Sơn đẹp chứ có gì đâu. Sơn thì em vẫn đồng ý. Nhưng mà cái màu nào nó phù hợp, nó giản dị thôi chị ạ. Người ta sơn nhưng mà tâm địa người ta tốt thì sao? Đúng rồi. Dạ. Nãy giờ tôi thấy tôi cũng nói tốt cho mấy người quá mà ta. Xin lỗi, chúng ta không đến được với nhau nha. Giờ cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Rồi kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút bạn nha. Sẵn sàng tâm lý. 2 phút bắt đầu. Chào anh. Chào bạn. Dạ. Nhìn thấy mình bạn ấy mình được bao nhiêu phần trăm so với suy nghĩ của bạn? Tiêu chí ban đầu của em là không có đòi hỏi quá cao. Nên anh thì vượt quá tiêu chuẩn của em luôn. Mình hỏi bạn một câu nhé. Anh cứ hỏi nhiều câu cũng được, bạn cười luôn cũng được. Quan niệm của bạn như thế nào về tình yêu? Mình thì chẳng bao giờ mất hy vọng về tình yêu. Mình nghĩ rằng là tình yêu làm cho người ta có những cái động lực về cuộc sống, về mọi thứ tốt đẹp hơn. Bế tắc hoặc khó khăn thì tình yêu nó sẽ giúp mình vượt qua những cái đó. Theo bạn thì tình yêu phải cần có những cái điều gì để hướng tới một tương lai lâu dài? Mình nghĩ là có sự thấu hiểu thì là quan trọng nhất. Nếu hai người có sự thấu hiểu thì người ta có thể đi đến bất cứ con đường nào, dù êm đẹp hay chông gai sau này. Bạn muốn hỏi gì mình nhá? Mình sẽ hỏi một câu thôi. Tiêu chí như thế nào để bạn hẹn hò với một người con gái? Mình không có tiêu chí nào hết. Mình nghĩ là mình có cảm giác thích thì mình sẽ hẹn hò. Bạn cảm giác với mình như thế nào? Bạn cười rất là tươi. À quên. Em quên nó. Mình tặng bạn bó hoa. Trời, mình cảm ơn. Bây giờ nếu mà được thì bây giờ mình hẹn hò ở đâu? Hai bạn ở xa vậy mình hẹn hò sao? Em nghĩ cái này sẽ có một kế hoạch cụ thể chị Cát Tường. Thấy hình như là bạn cái gì nó cũng phải có kế hoạch. Vậy cái gì xảy ra ngẫu nhiên thì nó vẫn hấp dẫn hơn chứ. Mình rất thích những cái ngẫu nhiên.
nhưng mà mình xa gia đình cho nên là mình tự lập, thường thường là mình thường có kế hoạch trong cuộc sống. Bạn có thích những người tùy tiện không? Ý là hứng lên thì làm bất cứ cái điều gì mà muốn chứ không có theo một cái kế hoạch nào đó. Mình không thích lắm nhưng mà mình nghĩ rằng các bạn nữ này cũng hay như vậy. Không có sao hết. Người ta nói là trời có lúc nắng lúc mưa mà, cho nên đôi khi cũng bất thường một chút. Bất thường nó cũng là một cái gì nó rất là có duyên, rất là hay. Thấy hợp chưa? Em thấy rất là hợp. Chúng ta hẹn hò nhé. Anh đồng ý thôi. Trời ơi. Mặt chỉ đỏ rần rần lên như uống rượu. Bên kia cũng đỏ vậy. Rồi hết giờ, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Thôi để em đếm luôn đi anh Quyền Linh nhé. Lúc đâu anh Quyền Linh nhỉ? À đây đây này. Tự tìm đi. 1 2 2 rưỡi và 3. Tôi vỗ tay trước luôn, tôi biết thế nào cũng bấm nút. Bấm tay nhau thì cảm nhận như thế nào? À, nắm vô đi. Sao bạn? Rất hồi hộp. Rất hồi hộp. Bây giờ thông người thấy nó như thế nào? Nhịp tim là đập rất là loạn lên đó anh Quỳnh Linh. Loạn luôn. Dạ, loạn. Bằng, giờ bằng nữ hôn bằng nam cái. Thôi. Cái đó để sau đi anh. Thôi cái này. Tôi hôn mà. Chủ động đi. Trời ơi. Làm nhẹ nhàng. Tặng hai bạn cặp vé xem phim, chúc những cái điều hạnh phúc nhất sẽ đến với hai bạn. Dạ em cũng qua đây xin cảm ơn chương trình. Chương trình hết rất là thiết thực và bổ ích như vậy để cho những cái cặp đôi mà họ vì một số lý do họ chưa đến được với nhau. Xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Dạ. Đây là phần quà dành tặng cho hai bạn, đó là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Cảm ơn hai bạn. Chúng ta hãy nắm tay nhau thật chặt và đi đến những cái nơi mà cần đến. Chưa giờ có ai nói bạn là trẻ quá hay nhí quá hay nhỏ quá không? Dạ thì thường là tụi nó kêu em là cô gái già không lão quá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Rồi hạ màn xuống. Mời bạn nam. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Hà, đến từ Bình Dương. Bạn làm nghề gì? Dạ em là huấn luyện viên thể thao. Nhiêu tuổi Hà? Dạ em 25 tuổi. Rồi mời bạn gái. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Rất là tin luôn. Em nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28. Hả? 28 tuổi. Có gì dạ. Đâu giật mình dữ vậy các bạn. Không phải, có khai gian gì không á? Dạ. Giấy khai sinh là vậy á. Chắc chắn vậy luôn á hả? Dạ. Em tên là gì? Mình được làm việc ở đâu? Dạ em trẻ quá chị liếu lưỡi luôn rồi. Dạ em tên là Nguyệt, em làm việc ở công ty in Thiên Ngôn. Trời ơi 28 tuổi trẻ lắm anh Linh ơi. Ủa bạn nghe 28 tuổi bạn giật mình là sao? Dạ lớn quá. Đó giờ có bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp một người yêu lớn tuổi hơn mình mấy tuổi vậy không? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Giờ cảm giác trong người sao? Chắc không sao mà. Đảm bảo là không có sao đâu. Đừng có cái đó tuổi tác chẳng qua là con số thôi. Bạn sẽ định tìm một người yêu của mình như thế nào? Hơi cao chút xíu, dễ thương, tâm lý. Vậy là em chỉ cần nhiêu đó thôi. Vậy là tuổi cũng không quan trọng luôn. Dạ. Dạ yếu quá vậy. Không có vẻ gì trong đó, trong bụng không có thích phải không? Không có ưng nên thế. Từ từ để tôi cho khai thác cho bà nghe nè. Nguyệt nói rõ chút xíu về công việc của mình đi. Dạ công việc của em là thư ký. Công ty của em là chuyên về in ấn các tạp chí, sách báo, rồi lịch khi khách hàng liên hệ hay gì là tất cả công việc là sẽ thông qua em. Xong rồi em sẽ triển khai với các bộ phận để các bộ phận tiến hành làm. Chưa giờ có ai nói bạn là trẻ quá hay nhí quá hay nhỏ quá không? Dạ thì thường là tụi nó kêu em là cô gái già không lão quá. Ở trường bạn dạy là cấp mấy? Dạ không, em là huấn luyện viên bóng chuyền của đội trẻ Bình Dương. Dạ chắc cao lắm phải không? Cao cũng 1m9 á. Trời ơi. Bạn cần gì mà qua ba mối tình rồi vẫn không tìm được người yêu cho chính mình? Chắc có lẽ em chưa hoàn thiện nên bạn người yêu cũ của em chia tay em. Em chưa hoàn thiện về gì cụ thể nói luôn? Có thể là công việc của em không phù hợp, hoặc là em còn có một số tính xấu. Tính xấu gì? Dạ em làm biếng lắm chị. Có chăm sóc bản thân không mà làm biếng tắm rửa luôn? Dạ không, cái này em kỹ lắm chị. Còn tật xấu gì nữa?
Em hay nói chuyện với nhiều người trên Facebook. Nói chuyện bạn gái nhiều quá Facebook mình kêu người ghen đúng không? Dạ. Đúng rồi, cái này không được. Dạ, nói chuyện với bạn bè bình thường ấy đâu có gì đâu anh Quyền Linh. Nói nhưng mà có vấn đề gì người kia người ta mới ghen, người ta mới chia tay mình chứ. Nói chung là ai quen cũng muốn sở hữu anh. Thấy mình nói chuyện với người khác cũng vui vẻ thì nghĩ mình thích người ta, nhưng thật sự đâu có gì đâu anh Quyền Linh. Ngày nào cũng lên Facebook nói chuyện suốt vậy đó hả? Dạ không, bây giờ không lên nữa anh. Giờ còn ai đầu yêu đâu lên. Nguyệt có thích bạn trai đào hoa quá không? Cái người mà đào hoa quá thì chắc không hợp với mình. Những cái ưu điểm gì của bạn và những khuyết điểm gì của bạn mà có thể chia sẻ với mọi người? Ưu điểm của em là em biết làm nhiều loại bánh, thích đọc thơ, thích làm thơ, uống được bia. Ưu điểm là uống được bia hả? Ủa, uống được bia mà cũng lọt vô cái ưu điểm nữa hả ta? Thế còn khuyết điểm? Kiểu như là nắng mưa thất thường, đột nhiên mà buồn buồn quá thôi xách vali lên đi, không cần quan tâm tới ai hết. Đi đâu? Dạ đi du lịch, đi cái nơi nào đó mình thích không? Đi một mình? Dạ đi một mình. Cái này thất thường thiệt á. Cũng hay ha. Bạn có ngại bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Dạ thì bình thường là mặt của em thì cũng chưa có đuổi kịp cái tuổi của em, cho nên có trẻ hơn em tí cũng không sao nha. Vậy thì mình thấy cũng ổn rồi, đâu có vấn đề gì đâu. Bạn làm thơ là làm thơ làm sao? Tùy tâm trạng thôi, lúc đó mình đột nhiên ngồi nghĩ ra được cái gì thì viết cái đó. Có đoạn thơ con cóc nào của bạn tự sáng tác hay bạn chia sẻ cho mọi người nghe? Dạ thử. Có. Sài Gòn mùa này đang đầy nắng, cớ sao trong lòng mưa vẫn rơi. Dĩ vãng đôi khi là sợi xích trói lấy tình em anh biết không. Yêu nhau thật đó nhưng không đủ, vạn nẻo đường vui ai với ai. Em về lẻ bóng nơi sân vắng, còn ở nơi đây anh biết chăng. Không hoàn hợp quá, đọc không hết được. Vậy là bài thơ này bạn viết cho mối tình cũ đó hả? Dạ không, tại tự nhiên bữa đó Sài Gòn mưa quá ngồi nghỉ thôi. Cảm nhận gì sao? Cảm thấy bạn nữ là người lãng mạn. Bạn có thích người lãng mạn không? Dạ em cũng thích. Cũng thích bởi vì bạn cũng quá lãng mạn đúng không? Dạ không, em lãng xẹt. Bạn nữ có tài làm thơ rồi, bạn có tài gì không? Em có thể hát nhưng hát không hay. Nói chung là em có năng khiếu về thể thao, em chơi được tất cả mọi thể thao. Ông này cũng chơi hay hơn những người bình thường. Chỉ có năng khiếu thể thao thôi, còn hát thử hay sao? Bạn nữ bên kia muốn mình hát bài vui hay bài buồn? Hát bài vui đi. Em xin hát bài Năm Chú Vịt Con. Quá vui luôn. Phải lift the dust when out one day, over the hills and far away. Mother dust said quack 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 quack, but only for lift the dust come back. Cứ hát bài buồn thì hát bài gì? Dạ hát bài buồn em xin hát bài niệm khúc cuối. Trời ơi buồn dữ rồi nha. Quá buồn luôn. Thử luôn đi. Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Để xem bạn nữ bên này như thế nào nha. Thôi. Wow. Sao? Chào bạn. Dạ chào. Anh bên kia rất là cao. Dạ. Cao lắm. Rồi nhỏ tuổi hơn bạn nữa. Dạ. Mình khi mình đứng gần người cao quá có ngại mà nhỏ tuổi hơn. Em thích người cao thôi à, em không thích người lùn, tại em lùn rồi. Bạn quê đâu vậy? Dạ ở Sài Gòn. Sài Gòn Bình Dương cũng gần ha. Dạ. Bạn thích cái mẫu người đàn ông như thế nào? Cao, cứ 1m7 trở lên là được, vui vẻ, uống được bia. Nãy giờ cô này cô nhấn mạnh cái vụ bia, và uống được bao nhiêu chai bia à? Dạ em dạ được nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Nửa thùng. Nửa thùng. Quá dữ. Được. Đi uống bia không? Dạ em biết. Uống được nhiêu bia? Dạ nửa thùng. Đối ẩm không? Đối ẩm. Mua thùng thì hai người uống khỏi mời ai hết. Cao mét mấy? Dạ em 1m75. Thế cũng hợp mà ha. Mà bây giờ quen người lớn tuổi hơn rồi, giờ dẫn về nhà gia đình không chịu rồi sao? Dạ em chịu qua được chị. Hôm nay bạn đi với ai? Dạ em đi với bạn em. Xin chào chị Cát Tường, xin chào chị Quyền Linh. Cao dữ. Bạn thấy nãy giờ nói đối đáp qua lại hai bạn có hợp nhau về vấn đề gì không? Nãy giờ bằng mắt thường mình nhìn thấy và mình cảm nhận được các bạn nữ là có một số cái ý đối lập nhưng mà không đối nghịch. Hai người có thể dung hòa, có thể đi đến xa hơn. Còn nhìn bằng cặp mắt không có thường thì sao? Thấy là bạn nữ có đủ khả năng để chinh phục bạn nam và bạn nam có thể được cảm nhận được cái tiền của bạn nữ, tình yêu đó. Wow. Rất là hay. Nhận xét rất là sâu sắc. Em có đi với ai không? Có, em đi với em trai. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên Hoàng Sơn, em là em trai của chị Nguyệt. Em thấy anh bên đó có hợp với chị Nguyệt không? Dạ có. Nhỏ hơn chị em 3 tuổi có vấn đề gì không? Dạ không. Nhắm về ba mẹ có chịu không? Chị chịu là ba mẹ chịu. Rồi cảm ơn em. Rồi chúng ta cho hai người gặp nhau.
Nào, kéo màn lên. Kéo màn lên. Dễ thương, đẹp lắm đấy. 2 phút bắt đầu. Mình có món quà tặng bạn. Trời, cảm ơn bạn nhiều. Bạn hay nhậu lắm hả? Không có. Tại vì mình hỏi là tôi uống được bia hay không. Tức là uống được, tức là không có được xỉn nha. Giờ cảm nhận trước tiên là thấy mình bên ngoài như thế nào nè. So với cái tuổi 28 thấy sao nè. Đứng hình nữa. Bạn có hay quản lý Zalo, Facebook hoặc là tin nhắn SMS của người yêu không? Mình rất kỳ thị Zalo cho nên mình không thèm quan tâm tới. Còn Facebook? Facebook mà của anh ấy xài đi nha, đừng chậm của nhau. Bạn có phải là người hài hước không? Thì bạn nhìn bạn đấy thử coi. Nhìn mặt thì thấy hài rồi đó, không biết tin nhắn quá. Mặt dễ mà kêu mất cười trời. Nói chung là mình cũng hài, cũng vui á. Tại vì mình rất là thích người hài hước. Cũng tào lao lắm á. Lúc dạy học rồi mặt có hài hước vậy hả? Dạ có chị. Nói chung là hài hước là một điểm để cho dạy dễ hiểu. Phải không? Dạ. Mà cứ hài hài hoài rồi học trò không dạ nghiêm. Dạ không chị, lúc nào nghiêm là nghiêm, lúc nào hài. Tao nghiêm sao, ví dụ giờ nghiêm thử coi. Nhìn đây nè, nhìn Nguyệt là nghiêm, nghiêm, nghiêm coi. Anh chị ấn tượng đầu tiên mà chị bắt em làm vậy kỳ quá. Chứ nãy giờ em hài quá, người ta nói mặt ngộ ngộ kìa. Nghiêm. Rồi tỏ tình đi. Bạn có thích người phụ nữ, mẫu người phụ nữ của gia đình không? Mình không phải là người phụ nữ của gia đình. Ồ, bạn là người phụ nữ của riêng bạn hả? Mình là người phụ nữ của xã hội và của bạn bè. À. Chứ không phải là của gia đình. Mình nghĩ sau này bạn có gia đình, bạn có con, bạn sẽ nghĩ khác. Cái đó thì mới muốn mới biết được, nhưng mà hiện giờ thì rất là bay nhảy. Bạn mong muốn gì có người đàn ông? Quan tâm, nhưng mà đừng có quá. Đừng có mà sáng em ăn gì chưa, cứ ngày nào cũng sáng trưa chiều tối đều quan tâm hỏi han như vậy thì cảm thấy rất là phiền. Có nghĩa là một ngày nhắn mấy tin thôi được rồi đúng không? Giống như nữ nhắn tin có việc gì gọi điện thoại. Kỳ ta. Chị cũng đang thấy kỳ kỳ, nhắn tin đó chị dòm á. Vậy là không nhắn tin. Tại vì nhắn tin rồi phải ngồi suy nghĩ coi nên nhắn cái gì nữa thì mệt lắm, cho nên hỏi chuyện thì trả lời nha. Vậy không quan tâm có trách mắng không? Không quan tâm là theo nghĩa như thế nào? Thì không nhắn tin thì không cho quan tâm thì còn gì nữa. Không, không phải là không nhắn tin là không quan tâm. Ví dụ như là công việc rất là bận rộn, cho nên nếu mà kêu là sao tối ngày sáng đêm mình cứ nhắn tin hoài không có. Vậy là rảnh nhắn tin được đúng không? Tùy ơi, cái tin nhắn đó có đủ hài hước để trả lời lại hay không. Chà. Khó, càng hơi khó. Khó thì khó thời gian. Khó hay là không khó? Để ta suy nghĩ, suy nghĩ, cảm nhận và nhấn. Đây, cái nút suy nghĩ kỹ nha. Có thể bấm và không bấm tùy theo nhịp đập con tim của bạn có trùng với nhịp đập con tim của bên kia hay không. 3 tiếng đếm sẽ quyết định điều đó. 3 2 1 hết thời gian. Bạn nam tại sao lại không bấm? Tại vì em là người tình cảm, em thích quan tâm lo lắng. Bạn sao không thích nãy bạn nói là không thích người yêu kiểm soát quá. Không, có nghĩa là vẫn có thể nhắn tin trả lời qua lại chứ có sự quan tâm với nhau chứ không có im vậy được. Tại vì em đã từng im vậy mà đã từng đổ vỡ lên nè, bây giờ em không muốn lặp lại một lần nữa. Bạn thấy chưa, người ta quan tâm đâu có gì đâu mà không cho. Tại vì cũng có người muốn tìm hiểu em á, xong rồi tối ngày cứ nhắn, từ sáng đến tối nhắn tin mãi không trả lời, cái lại bắt đầu tại sao không trả lời đồ này nọ, trong khi đó công việc của em là rất là bận, em không có thời gian mà trả lời như vậy á. Thôi dù sao nữa thì ta cũng đã tìm hiểu và rút kinh nghiệm một số thứ mà chúng ta phải gọi là control là chính mình. Hy vọng rằng hai bạn sẽ trở thành những người bạn rất là tốt. Thay mặt chương trình gửi tặng cho các bạn 2 phần quà: nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hạnh. Em thì quan điểm nó rõ ràng đó, mình phải quen mình chứ mình tiến xa hơn chứ em không có kiểu mà sống thử là không thích. Olizin luôn đúng không? Cho dù em có đòi hỏi, em đòi sống thử, em đòi này kia mà không là không vậy em sao? Em thường á, nếu mà người ta kiên quyết từ chối mình á thì phải coi lại bản thân em sao không hấp dẫn người ta được. Mời nhà trai. Rồi. Mời đến trai. Rồi xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, dạ em chào chị Hồng Vân, dạ em chào toàn thể vị khán giả và bạn gái bên cạnh.
Dạ, em tên tự giới thiệu, em tên là Trần Thanh Phong. Em năm nay 34 tuổi, em hiện là kỹ sư xây dựng. Em hiện đang công tác tại Trung tâm Giám định Chất lượng Xây dựng của Sở Xây dựng Long An. Dạ, xin ở đâu? Trung tâm gì? Trung tâm Giám định Chất lượng Xây dựng. Ở đâu? Sở Xây dựng Long An. Ở Long An hả? Dạ. Rồi. Còn em? Dạ, em chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào khán giả. Chào anh trai bên kia. Em tên là Khánh Đan. Em 25 tuổi. Em đang làm trang điểm tự do. Đang làm ở đâu Đan? Dạ em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mấy? Mà em, dạ, em ở quận 9 ạ. Ở quận 9 hả? Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết điểm mạnh, điểm yếu của mình chút đi. Em làm trong cái nghề là trang điểm á. Nên là em thích được làm đẹp cho người khác. Nên là em cũng có một chút tỉ mỉ, cũng biết quan sát. Rồi tính tình thì được mọi người quen nói là em hoạt bát, dễ gần. Và được một cái là biết lắng nghe. Vậy mình có cái điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu thì em lại rất là hay quên. Giống như hồi nhỏ á, là em không được ba mẹ mua giày cho đẹp á. Em rất là khó mua giày. Nên là mỗi lần mà em đi chơi á, hay là gặp một bạn mới á, thì em nhìn vào cái đôi giày đầu tiên. Nhiều khi á, người ta đi với em, cái ta đổi đôi giày á, cái em biết ai. Lưu ý cái điểm này nha bạn bên kia, bạn Phong. Dạ. Em sẽ đi lựa những đôi giày rất là đặc biệt để cho bạn ấy nhớ giày trước khi mà nhớ mặt em. Đừng bao giờ đổi giày nữa, đi một đôi một thôi. Dạ, dạ không, lớn đó. Lên thì em thích nhiều giày á. Có nghĩa là em bị bệnh ghiền giày đúng không? Dạ đúng rồi. Biết bạn bên kia bạn thích giày không Phong? Dạ cũng thích, em thích giày thể thao. Phong thích giày thể thao, em thích giày gì? Dạ em thích giày thể thao. Thích giày thể thao, thôi hai đứa có điểm chung rồi đó. Điểm yếu của em là gì? Đó sở thích thôi mà, đâu có gì đâu. Không nhớ mặt người ta. Điểm yếu là không nhớ mặt người ta. Dạ, em làm cho người ta đẹp á, cái em thấy ai cũng giống nhau. Ôi vậy đó. Đừng có nói mai mốt có chồng mà quên mặt chồng á. Mệt lắm. Cũng xui xui là vậy. Hên xui á, hên xui. Trời đất ơi. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Dạ, điểm mạnh của em là giống như là không có rượu chè. Tốt. Rồi đam mê công việc, rồi cũng biết quan tâm tới gia đình, sống gia đình. Dạ, điểm yếu của em cũng hơi nóng tính mà nó mau nguội anh. Nhiều lúc là em đang làm việc á, đừng có ai phiền em á, nó hơi quạo lúc đó. Nhưng mà anh thấy em đâu có nóng được đâu nha. Anh thấy tính cách của em chắc không nóng dữ lắm đâu. Cả lúc em chỉ nóng khi mà em đang làm việc, người khác nhắn tin hoặc phiền em mà. Để em tập trung mình em thôi. Em có mấy mối tình rồi Phong? Dạ, từ đó giờ nếu mà quen chính thức em chưa. Chưa có? Dạ. Chưa luôn á hả? Dạ chưa. Em có gọi là quen nhau một thời gian ngắn ngắn, 1-2 tháng không? Dạ có, nhưng mà cũng quen 1-2 tháng nhiều á. Nhưng mà em thấy không có, nói chuyện không hợp anh. Chắc có thể họ thấy em khó quá hay sao. Hay là kêu em giống như cái kiểu em là cái gu kiểu không có mặc đồ mà bóng bẩy á. Em mặc đồ giống như giản dị giống như anh vậy. Em thích như vậy. Bình dị vậy thôi. Vì anh thì thoải mái chứ anh. Dạ em thấy thoải mái là được thôi. Nhiều người lại thấy giống như là chơi em không được. Chơi cụ lần đúng không? Dạ. Hay lúa đúng không? Dạ đại ý vậy. Bạn quen cái mối tình mà dài nhất là được mấy tháng? Rồi cái mối quan hệ nó đi tới đâu? 4-5 tháng rồi thấy không hợp rồi người đó đi lấy chồng. Rồi có sâu đậm chưa? Dạ chắc em nghĩ là chưa. 4-5 tháng mà sâu cái gì mà sâu? Em nghĩ là chưa. Có nắm tay chưa? Dạ chắc có nắm tay thôi, nhưng mà không, em thì quan niệm nó rõ ràng lắm. Mình phải quen, mình cưới rồi mình mới tiến xa hơn. Chứ em không có kiểu mà sống thử, không thích cái kiểu đó. Ồ cái gì? Em không thích cái kiểu sống thử. Chỉ có nắm tay thôi. Cho tới bây giờ là khẳng định là em vẫn là con trai đúng không? À, đúng rồi, bản thân em còn thì origin luôn đúng không? Nhưng mà bây giờ ví dụ giờ cái người bạn gái bây giờ người ta muốn sống thử để coi em có phải là đàn ông đích thực hay không thì giờ em thấy sao? Em là con trai đích thực á, nhưng mà em muốn sống thử em phải cưới em mới chịu. Còn chưa cưới là không sống thử luôn. Được, em tự không, người ta muốn thử xong người ta mới cưới. Thì tao không chịu đây nè, anh lại khẳng định là không chịu. Trời ơi, cũng kiên định dữ vậy ta. Thôi để hỏi ý kiến bên đàn gái tôi cho cái ca này có bộ. Tìm đâu ra người đàn ông cũng đàng hoàng vậy ta. Không có tìm đâu ra một người đàn ông mà tương tự như thế này. Bây giờ hỏi em là đó, quan điểm của bạn đó là cưới thì mới có cái chuyện kia. Còn nếu mà giờ cho dù em có đòi hỏi, em đòi sống thử, em đòi này kia nọ, không là không, vậy em thấy sao? Em thường á, nếu mà người ta kiên quyết từ chối mình á, thì em phải coi lại bản thân em, sao không hấp dẫn người ta được. Bây giờ đầu tiên giờ hỏi em trước nè, lý do gì? Vừa xinh đẹp nè, cao ráo ha, mặt mũi xinh xắn, nghề nghiệp ổn định, mới có 25 tuổi thôi. Lý do gì tham gia chương trình này? Dạ tại vì em cũng chia sẻ là trong cái công việc của em á thì em gặp thì một là nữ, hai là mấy bạn nam mà nữ tính hơn em. Mấy bạn nam mà nữ tính hơn em. Dạ em có một thời gian em bị trầm cảm. Dạ
Nên là sau cái tầm cảm đó em cảm thấy yêu bản thân mình hơn. Nên là em không có muốn là thôi mình cô đơn quá, mình yêu đại một ai đó đi hay mình quen đại một ai đó đi. Em muốn là bây giờ nếu kết được với ai đó thì em muốn là người đó là người cuối cùng của em luôn. Nghiêm túc đúng không? Nghiêm túc và gọi là chân thành với em. Dạ đúng rồi. Chứ không có, mình không muốn tự mình đi thử thách nữa đúng không? Dạ đúng. Vậy trước đó em đã có mối tình nào chưa? Dạ có. Mấy mối tình? Dạ chính thức thì 3. Mối tình dài nhất là bao lâu? Mối tình dài nhất là 4 năm. 4 năm. Dạ, nhưng mà là kiểu học sinh rồi vui vui với nhau. Mối tình đầu thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi cái mối tình cuối cùng là được mấy tháng? Dạ được 1 năm mà. Chứ lý do gì mà chia tay? Bạn đó có người khác thì dừng lại thôi à. Vậy em chủ động? Dạ thì cũng không biết gọi là ai chủ động. Tại vì em phát hiện ra bạn đó có người khác. Lúc đó thì em cũng yêu thì em cũng hỏi, nhưng mà bạn đó chối bay chối bỏng. Thì tới một lúc nào đó cái em hỏi là giờ nói thiệt đi, em biết rồi đó, nhưng mà em muốn người đó nói thiệt. Thì mà người đó mới kêu là thôi mình chia tay. Bây giờ em có tự tin là nếu như mà em quen với bạn trai này á, em có thể phá bỏ cái quan điểm của bạn được không? Dạ em có nghĩa là khi nào mà lấy nhau rồi thì mới có cái chuyện kia. Vậy em muốn hỏi là lấy nhau rồi muốn có cái chuyện kia thì đúng rồi, em cũng thích như vậy. Tại vì em chia sẻ là giống như em cũng có nhiều người muốn quen biết em, gặp gỡ rồi này kia, nhưng mà em thấy xu hướng bây giờ là cứ quen mới có một ngày thôi là người ta đề cập tới cái chuyện đó rồi, nên là em rất không thích chuyện đó. Em không thích. Nhưng mà ví dụ như quen nhau thì bên đó có chịu là thí dụ như nắm tay hay ôm nhau hay hôn nhau không, dạng gì đó. Tại vì em có một cái tật là em hay bị dính vô người yêu em đó. Bị dính vô là em... Em khoái đụng chạm lắm. À dạ. Đó, em nghe chưa, em trả lời đi. Dạ, nếu mà mình đã quen nhau thì mình nắm tay hoặc mình ôm mình hôn thì cũng bình thường. Nhưng mà đừng có vượt quá chuyện đó thì em... Xa hơn nữa là không đúng không? Rồi, em muốn xa hơn nữa không? Bản thân em không. Mày cũng giống như gái Trinh Nguyên rồi đó. Không, bên đây ta cũng đồng quan điểm luôn nè Linh. Từ qua tôi coi thằng gái sao mà trời ơi, xinh xắn quá trời đất vậy. Xinh xắn nè, cao ráo nè, thích giày thể thao nè. Được, nói chung là cũng cá tính. Bây giờ nè, con muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Mẫu hình như thế nào? Dạ, con cũng cao á, nên con thích là cao trên 1m73. Rồi. Đừng có quá ốm. Rồi. Dạ. Ăn mặc hay là làm đẹp đó thì con có thể cải thiện cho ảnh. Dạ. Bây giờ nè, em thích một mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ em thích mẫu bạn gái hiền, rồi có nghề nghiệp ổn định. Nói chung là cũng thích bạn gái thích biết lắng nghe để mình chia sẻ nha. Sau này nếu có tiến tới mình chia sẻ nhiều chuyện hơn để mình vượt qua. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Phụ nữ đừng có nhậu. À, nhậu à? Nhậu. Phụ nữ hay uống bia nữa, em thấy hơi... Vậy ta uống bình thường là phụ nữ như nam giới thôi. Dạ, vấn đề đừng có uống lầy thôi. Dạ, đúng không? Nói chung là nãy giờ anh thấy rằng hai đứa cũng ngoại hình hai đứa hợp nhau đó. Tính cách cũng hợp luôn. Nói chung là hợp hết 80%. 80 hả? Bây giờ chỉ còn 20% cảm xúc thôi đó. Rồi bây giờ mình hỏi thăm ý kiến gia đình đi. Em gái đi với ai? Dạ tại vì em chia sẻ là mẹ em ở xa, mẹ em ở Singapore nên là cũng không có về được. Nhưng mà hôm nay có trục trặc á nên là bạn bè cũng không có tới kịp á. Là em đi một mình. Em đi một mình phải không? Dạ. Thôi tôi đại diện nhà gái. Được rồi. Thì theo tôi thì tôi thấy như thế này. 80% như tôi nói, bây giờ cái 20% còn lại là cảm xúc. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ, với ba, dì Năm với em gái. À có ba mẹ, rồi xin chào cô chú. Em xin kính chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, chào gia đình nhà gái, chào quý vị khán giả đang ủng hộ chương trình. Em là cô chào con. Dạ, là cô là mẹ của Thanh Phong. Thì hôm nay cũng nhờ chương trình cô mới được quen biết với con, cô rất là vui. Thì cô thấy con cũng dễ thương, cũng xinh xắn. Thì và có những suy nghĩ cũng có tương đồng với con cô cũng rất hài lòng. Rồi với sự trợ giúp của gia đình thì cô thấy là nếu mà hai con đến với nhau thì là sẽ có một gia đình hạnh phúc và bền vững. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn nhà trai. Thôi bây giờ thì mình cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Đúng rồi. Mở rào. Anh có món quà gửi em? Em có một món quà nhưng mà hơi đặc biệt, tốn thời gian một xíu. Em xin chụp cho anh một tấm hình. Mới gặp chụp hình thẻ hả? Anh cười đi anh.
là tấm hình này sẽ ghép vô đây. Rồi, em cảm ơn. Khi kiểu memory thì giống như là lúc nào mình sẽ có kỷ niệm. Rồi, kỷ niệm. Rồi, em cảm ơn em. Em gửi cho anh tấm thư yêu viết tay. Rồi, em cảm ơn. À, anh xin phép đọc. Chào anh, em là Nini. Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Dù có thành đôi hay không thì em rất vui vì được biết thêm một người mới. Chúc anh hạnh phúc. Chúc anh tôi. Bây giờ dân Long An nè, vô câu vòng cổ tặng cái lấy ấn tượng cái coi. Dạ. Xí xí xí, trước đó em mở đi, coi anh tặng cái gì. Chưa mở quà nữa hả? Chưa luôn á. Em xin phép mở. Để anh chọn cho em. Đây là chiếc khăn anh tặng em, nó tượng trưng cho sự ấm áp với lại sự yêu thương. Vậy là có Nhã Ý mời đi Đà Lạt chắc, chứ ở Sài Gòn nóng quá. Cảm ơn anh. Dạ thì đến với chương trình thì em cũng xin hát một một bài hát. Tại em thì nào giờ em chỉ mê ca cổ thôi à, chứ nhạc sớm này nọ em cũng ít lắm. Vậy là em hát ca cổ đi. Dạ, để nè ngồi nghe thưởng thức đi cưng. Xin hát một câu vọng cổ của bài hát Tân Cổ Giao Duyên về Hậu Giang nhé em. Về Hậu Giang nhé em, về với chốn đưa nói như thuở nào còn bé bồng. Về với nhịp giọng đông đưa giữa trưa hè, kéo kẹt bên tiếng mẹ ầu ơ sâu lắng đằng ân tình. Về với dòng sông bao kỷ niệm đời mình, về với quê hương bao đời chung thủy như câu hát ví dầu ai nỡ quên nhau. Về với xóm làng xưa dẫu còn gian khó mà ngọt bùi cùng chia sẻ cho nhau. Sáng đẹp tình người giữ vẹn trước sau, dù ai có đi xa vẫn hoài mong thương nhớ. Dạ, xin hết. Rồi, anh về ghế ngồi đi. Em thích giọng cổ không bé? Dạ, từ bắt đầu từ bây giờ thì em thích. Bắt đầu từ bây giờ thì em thích. Bắt đầu từ bây giờ là thích giọng cổ. Trời ơi, duyên dáng quá. Biết cách nói ghê luôn á. Cho em hỏi là nếu mà quen nhau á thì xa như vậy á, anh có dành thời gian cho em được không? Tại vì em nghe là anh hơi bận á. Tại vì anh làm thường là chắc phải cuối tuần, thứ bảy nhật anh nghỉ thì mới lên đi được. Dạ, tại vì công việc của em thì đi làm thứ bảy chủ nhật á. Rồi anh cũng ráng sắp xếp, tại vì thường là chắc cũng 5 giờ là anh đi cũng được. Tại vì Sài Gòn lên cũng không có xa, Long An lên không sao. Không, em chỉ hỏi cho biết cảm xúc của anh thôi. Nói chung không sao, có thì anh đi được không sao. Dạ, còn em thì sắp xếp thời gian được. Rồi bây giờ là mình nói cho nhau những quan điểm về tình yêu đi. Em cũng có chia sẻ là em không muốn là vì mình quá cô đơn nên mà cứ nhận đại một ai đó. Nên là em nghĩ là mình phải hiểu nhau, phải biết lắng nghe. Thì tính của em thì cũng không phải là nũng nịu hoài đâu. Em nũng nịu là vì em muốn có người nào đó giúp đỡ em, vì em đã ở một mình rất là lâu. Nên là em thích được người đó tinh tế, người ta che chở cho em. Nếu mà anh là bạn trai em thì em thích được anh để ý những cái nũng nịu của em. Em có nghe là anh nói là anh lúc mà anh bận á thì anh không có muốn ai làm phiền, thì anh có thể là yên tâm về chuyện đó. Tại vì em thích người đàn ông mình bận rộn, chứ cũng không có phải là anh ơi cả ngày. Nhưng mà không có người nào mà quá bận đến nỗi mà quên người yêu của mình. Thì em mong muốn là sau những cái bận đó anh vẫn còn nhớ người yêu anh ở đây. Thì anh thì quan niệm thì nếu mình đã tiến tới với nhau hơn, tiến tới xa hơn thì mình cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn cuộc sống. Chứ thật sự anh cũng ở một mình không à, nhiều lúc anh cũng cần một cái người để mình chia sẻ, để nhiều lúc cũng buồn thì để mà mình có thêm cái niềm vui để mình tiếp tục làm công việc. Anh vẫn thích bạn gái mình nũng nịu, như sự như đi làm thì cuối tuần mình đi xem phim ăn uống nói chuyện thì em thấy nó cũng hay chứ không có gì. Anh thì thu xếp được thời gian. Em cũng không muốn là anh quá cực khi chạy lên chạy về đâu. Không sao. Vậy thì giờ hẹn sao?
Nếu mà không chạy lên chạy về sao hẹn? Dạ Rinh em về nhà hả? À Rinh thì nói đi, nói với người ta đi. Tương lai nếu mình tiến xa hơn thì em có thể về tay ngang của anh sẽ tạo điều kiện để mình làm cái nghề của em yêu thích. Anh không có ép buộc em làm cái gì hết, chỉ cần em thích là được. Nhưng mà em thích nhất một nghề mà không kiếm tiền được. Nghề gì nè, nói đi. Dạ muốn làm vợ anh. Dạ muốn làm vợ anh. Trời tôi xỉu nè ông Linh ơi, tôi xỉu, nó đáng yêu quá ông Linh ơi, nhỏ này. Rụng tim. Rồi bây giờ chúng ta cảm nhận, có thể là nhìn nhau và cảm nhận xem bây giờ trái tim nó như thế nào, có rung động trước đối phương hay chưa. Rồi sau đó mình nói một câu nào đó, mình sẽ bắt đầu tiến hành bấm nút thôi. Thì đến với chương trình này thì anh cũng, cái ấn tượng của anh đầu tiên với em rất là dễ thương rồi hiền nữa. Đặc biệt là anh thích cái nụ cười của em á, rất là đẹp. Thì anh cũng hy vọng mình sẽ tiến xa hơn. Anh sẽ làm mọi điều để cho em được vui vẻ hạnh phúc, chứ không giờ để cho em khóc. Tại vì anh sợ nhất là con gái khóc á. Dạ, em cảm ơn. Rồi, trở về ghế. Chúng ta có thể nhắm mắt lại, để tay vào nút bấm và kiểm tra con tim mình một lần nữa. Nếu các bạn cảm giác rung động, chúng ta đừng ngần ngại bấm nút để cho nhau cơ hội. Nếu cảm giác không rung động, không cần bấm nút để điều đó cho nhiều người khác nữa. Hãy sống bằng cả trái tim của mình nha, khi bấm nút. Và bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó nha các bạn. Chuẩn bị 3 2 và 1 đó. Xong. Nắm tay nhau. Đó. Bây giờ mới là cái phần khó nè, vượt lên chính mình nè. Bây giờ là cái hôm đầu tiên ở má của bạn gái nè. Hai bạn cứ làm gì mình thích. Anh đi. Anh xin thắng hồn. Không còn lửa nữa. Lấy cái máy tôi chụp hai đứa con tắm đi. Dạ. Tôi chụp được không? Chụp đi. Ừ. Đó, có ba tấm hình luôn mà. Đó. Ừ. Trong lúc đợi hình tặng quà đi. Đây là món quà dành cho các bạn. Amity. Nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Cố gắng tìm hiểu nhau. Đây, hình đã lên. Đẹp không? Tôi chụp đẹp không Linh? Lấy khoảnh khắc cô dâu cười rất là tươi đó. Hồng Vân có rất có khiếu chụp hình. Nào, mời các bạn. Tài tài gái sắc đó. Bảo vệ nhau, yêu thương nhau và tìm hiểu nhau. Cố gắng là thông báo tin vui chúng tôi sớm nha. Chúc mừng cặp đôi đầu tiên. Họ đã đồng ý hẹn hò với nhau thưa quý vị. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta sẽ gặp ngay sau đây cặp đôi thứ nhì. Dạ, em có trải qua một mối tình quen cái anh đó hơn 2 năm. Cũng cãi nhau hoài rồi cũng chia tay, mỗi lần chia tay là tháng, sáu tháng. Anh cũng quay lại, anh cũng năn nỉ. Nhưng mà tính của anh thì cũng không biết lo giống em. Thì rồi cưới về rồi ai lo. Rồi anh nhậu nhiều nữa. Thành ra là đã không biết lo còn nhậu nhiều nữa. Rồi sao em dám đi theo ảnh. Xin mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Rồi, xin mời anh trai giới thiệu về mình. Xin có lời chào với
MC Quyền Linh và MC Hồng Vân và có gửi lời chào sang bạn bên cạnh. Tôi là Nguyễn Đức Khoa, năm nay 50 tuổi, quê quán thì ở Nam Giới, Tân Yên, Bắc Giang và hiện đang làm việc tại quận 9. Tôi là làm nhân viên bảo trì tại chung cư và hiện tôi đang sinh sống tại Trảng Bom, Đồng Nai. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Hoàng Nhất Văn, năm nay 39 tuổi. Công việc hiện tại của em bây giờ là đang buôn bán ở nhà. Dạ, em đến từ Sài Gòn luôn, ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Tình yêu xóa đi mọi khoảng cách. Anh là có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì giới thiệu cho đàn gái nghe đi. Em ấy là có cái ưu điểm là hay giúp đỡ người khác, biết chơi thể thao, biết ca hát. Khuyết điểm ấy thì hơi ít nói, hơi trầm tính một chút. Nhiều khi người ta nhìn vào người ta tưởng là mình khó tính, nhưng mà nếu mà gặp gỡ nhiều, tiếp xúc nhiều thì người ta biết là mình cũng là cởi mở, dễ tính. Còn em sao? Dạ, ưu điểm của em là hiền, thật thà, với lại em biết nấu ăn. Dạ, có điểm yếu là em tính em còn trẻ con, ham vui. Vậy đó hả? Dạ, chưa biết lo xa. 39 mà dạ, vẫn 39. Còn ham vui và trẻ con. Rồi bây giờ ảnh 50 tuổi vậy, em có cảm giác nó có một cái gì đó về khoảng cách, về tuổi tác không? Cũng hơi ngán ngán. Ngán ngán. Tuổi tác đừng có đem vô chuyện tình yêu. Tình yêu là không có tuổi tác, không có khoảng cách. Tại vì á, thực ra mà nói á, những người phụ nữ á, mà sống với một người lớn tuổi hơn mình á, mà người ta chở che, người ta bảo bọc mình á, là mình an tâm vô cùng luôn. Anh trai, anh có mấy mối tình rồi? Em thì là đã có một bà xã đã chia tay 13 năm rồi. Có một cháu trai năm nay 15 tuổi, cháu đang ở với mẹ cháu. Rồi 13 năm đó anh có một mối tình nào sâu sắc nữa không? Cũng có 2-3 mối tình. Về cơ bản thì mình cũng biết lo lắng cho gia đình. Nhưng mà cái khuyết điểm của mình ấy, chỉ cái một cái là mình thể hiện cái tình cảm ấy, nó không được cởi mở lắm. Tự chia tay luôn. Còn bên kia thì sao? Dạ, em có trải qua một mối tình, quen cái anh đó hơn 2 năm. Cũng cãi nhau hoài rồi cũng chia tay. Mỗi lần chia tay là 1 tháng, 6 tháng. Anh cũng quay lại, anh cũng năn nỉ. Nhưng mà tại vì tính của ảnh thì cũng không biết lo giống em. Thì rồi cưới về rồi ai lo? Rồi ảnh nhậu nhiều nữa. Thành ra là đã không biết lo còn nhậu nhiều nữa. Rồi sao em dám đi theo ảnh? Nhưng mà mấy năm rồi? Dạ mới có 6 tháng à. Mới chia tay thì 6 dạ, tháng? Dạ mới chia tay thì 6 tháng. Chia mà tay cái người đó là cái mối tình đầu của em hay là như nào? Dạ mối tình đầu luôn. Một người duy nhất. Một người duy nhất. Quen mấy năm em? Quen 2 năm. Dạ, quen gần 3 năm. Nhưng mà tại do chia tay nhiều quá. Cứ chia tay 1 tháng, 6 tháng nó trừ bì ra. Vậy là 30 mấy em mới biết yêu hả? Dạ đúng rồi, 36 em mới biết yêu. 36 mới biết yêu. Dạ. Bây giờ tôi hỏi ông anh bên đây nè, có lo xa không? Có chứ anh. Ví dụ hai người về có đứa con rồi có thể lo cho nó được không? À con thì lo khỏe anh. Rồi hai người về cưới nhau có chỗ ở chưa? À em thì ở Trảng Bom ấy, thì là cũng có ra nhà ở đấy, cũng có dãy phòng trọ, cũng có vườn để làm rau. Bận công tác ở đây thì mình, nếu bạn gái có nhà thì có thể ở nhà bạn gái, còn nếu không có nhà thì mình có thể là mình lấy cái tiền thuê nhà trên ấy, mình thuê nhà ở đây mình ở chung. Nhưng mà chị hỏi nè, tại sao mà 30 mấy tuổi em mới yêu, trong khi em xinh xắn như vậy mà mắc mớ gì tới 30 mấy mới yêu? Dạ thì tại vì em cũng hơi kén á chị. Tại vì em cứ nghĩ là cái người mà đi với mình á tới suốt cuộc đời là phải là người mà biết thương yêu mình. Với lại em không có quan niệm là lấy đại quen đại cho vui, em không có quan điểm vậy. Dạ em mà đã quyết định rồi là em sẽ chắc chắn. Nhưng mà ít nhất mình phải dấn dương, tơ dương một người nào. Không lẽ trời ơi, từ bắt đầu biết yêu là phải 18 tuổi là biết yêu được rồi, mà tới chừng đó năm mà em không có một người bạn trai nào luôn? Dạ không có một người bạn trai rồi hết đó. Giống như là giống kiểu thích rồi cái tới nói chuyện làm quen rồi thôi. Rồi người thân em cũng có giới thiệu vậy. Tức là cô, dì, chú, bác cũng có giới thiệu. Rồi đi uống cà phê một lần rồi là người đó đi luôn. Tức là uống cà phê một lần rồi không thấy người đó quay trở lại. Cũng không xin điện thoại, cũng không có gì hết trơn đó. Là em nghĩ trong đầu chắc người đó không thích em là thôi em thôi. Đúng chứ rồi, phải là, chứ không phải là quan cảnh gia quay đình lại. Dạ. Còn nếu thích ta quay lại ta mời đi ăn cơm liền. Dạ đúng rồi anh Linh. Thì người ta phải nhá xi nhan cho em biết, nhá đèn cho em biết rồi. Rồi em mới phải bật đèn xanh cho mới chạy chứ. Người ta không bật đèn xanh thì người ta cúp luôn, là em phải cúp luôn. Chính xác luôn. Dạ. Mấy ông mắc cười quá. Em nghĩ cái người đàn ông của em phải như thế nào? Thì em muốn tìm một người biết lo xa đầu tiên cái đã. Ừ. Rồi ít đừng có nhậu nhiều quá, không có gia trưởng, với lại chung thủy một chút. Nhìn cỡ anh Quyền Linh là được. Trời ơi, Quyền Linh là cả cái nước Việt Nam này có một Quyền Linh thôi đó, chứ không có hai Quyền Linh đâu. Anh đây chỉ gần bằng anh Quyền Linh thôi. Dạ. Chưa bằng, có gần bằng anh Quyền Linh đâu. Anh Quyền Linh anh trẻ hơn anh, anh ốm hơn anh. Nhưng mà đẹp trai hơn anh đâu, đẹp trai hơn anh đâu. Để chị coi đẹp trai coi. Do em cảm nhận chứ anh nói có chung anh sáng sủa lắm mà. Để chị. Cũng chào chị. Dạ. Anh hơi đẹp trai à nha. Tuổi này mà phọt phiết vậy là em ơi. Dạ. Ok em.
Vậy chị Hồng Vân mà ok là được không? Bây giờ cái người bạn gái của mình á, anh muốn cái người đó như thế nào? Thấy bạn bên ấy nói là thích, tức là lo xa, thì mình cũng có cái tính đó. Thứ hai là tính con nít ấy, thì mình về thì chắc mình cũng phải, con nít thì đôi khi là cũng vô tư, cũng vui, nhưng mà luôn phải tập dần dần để là mình chững chạc lên đúng không? Ừ. Hoặc là anh ơi, giờ mình người già mình khoái chơi với nít lên mình ơi. Nó vui. Con nít thì nếu mình thích chơi con nít thì mình sinh cái con ra thì lại có con nít mình chơi với con nít, chơi con nít nữa nó vui hơn nữa. Mà anh có gia trưởng không? Mình cũng sinh ra lớn ở ngoài Bắc, thế nhưng mà mình ấy thì cũng không có thích cái tính gia trưởng. Mình thích là vợ chồng sống với nhau thì bình đẳng. Dạ, chào anh Quyền Linh. Trời ơi, được mà. Tươi mát à nha. Tại sao người ta uống cà phê với em lần người ta bỏ đi? Dạ, em cũng không biết nữa. Tại có lẽ đó là gọi là mình cũng chưa bật đèn xanh cho người ta, hay là mình khó chịu quá người ta đi thôi. Em gặp em vui vẻ lắm anh, em gặp em nói chuyện, em cũng nói chuyện hết mình vậy đó, cũng vui vẻ giống như gặp anh với chị đây. Người ta nói người ta đi luôn. Em có hỏi, là em nói em cũng hỏi thăm anh làm cái gì rồi công việc sao, em cũng có hỏi thăm. Dạ. Không, người này vui nè, nhìn nó người đối diện của mình á, cái năng lượng tích cực nó nhiều đó. Dạ. Mình nói chuyện mình rất là thích luôn. Ủa là mình cái nghề chính của mình là gì nè? Dạ em bán thẻ cào điện thoại á, bán nước giải khát. Bán ở nhà nhưng mà bán nhỏ thôi, tại vì em phải phụ ba chăm sóc bà nội. Bà nội hôm nay 100 tuổi rồi. Trời. Dạ. Cho nên là ba em với em hai người phải chia nhau ra để chăm sóc bà. Hàng gì buôn bán cho nên là nói chuyện giao tiếp rất là... Đúng rồi, giao tiếp tốt mà. Rất là tốt luôn. Dạ. Hay là lo bà nội quá, lo buôn bán quá, không lo chồng thôi chứ. Không, anh thấy được đó. Vậy. Đàn trai là ưng đàn gái rồi đó, còn biết. Đúng rồi, tôi cũng ưng bên đàn trai dữ lắm á. Ưng á. Ừ. Em đi với ai? Dạ, em đi với ba em. Trời, ba vui vẻ quá chứ bộ. Dạ, em giống ba. Xin chào Quỳnh Linh, Hồng Vân. Dạ. Xin chào quý khán giả trong trường quay. Và xin chào em trai. Dạ, con xin chào bác ạ. Về phần nhận xét cháu thì có cái gì đâu để nhận xét. Ví dụ như mình gặp nhau mà mình có một cái tia lửa chạm đầu tiên, và cũng không cần tuổi tác. Chuyện đó là chuyện mà tình yêu mà. Đây là một cái cơ duyên rất là tốt. Tôi cũng tin tưởng và tôi cũng gửi gắm con tôi trong chương trình này. Bé Nhất Văn á, có một cái tính rất là thật thà. Do mà nó uống cà phê mà nó bị bỏ đi là do cái tính quá thật thà. Có cái gì là nói hết. Nó nói thẳng luôn. Ví dụ như người kia không thích gì nó nói thẳng luôn. Nhưng mà nó không để bụng. Cho nên người kia sợ quá bỏ chạy chứ không có gì hết. Đó là, cái đó cũng là cái khuyết điểm mà cũng là cái ưu điểm. Nếu như người nào biết sử dụng ngay cái đó thì cái đó nó sẽ trở thành một cái tốt. Yeah. Đây cũng là cơ hội. Thì nếu mà nhìn nhau có tia chớp nào nhẹ nhẹ đó thì mình có thể cho nhau một cơ hội. Rồi xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn nhà trai. Có thiện cảm là được rồi. Xin cảm ơn bác. Chú rể sao đi với ai? Em đi với anh trai ạ. Kính chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Còn kính chào tất cả quý vị khán giả. Kính chào bên nhà gái. Tôi thì là anh trai của Khoa. Tôi thấy là bạn gái này là người chân thành, rất là phù hợp với lại em tôi. Cái thứ hai là người vui vẻ, cởi mở. Em của tôi thì cũng hơi ít nói. Thì tôi nghĩ là hai cái tính chất này có thể là bổ sung. Nhìn em thì rất là tươi vui. Tôi nghĩ là nếu mà hai em mà kết hợp được với nhau thì tôi nghĩ là sẽ có một cái gia đình hạnh phúc. Rồi, cảm ơn nhà trai. Thôi hồ hởi quá rồi, mở rào đi. Bây giờ là mở rào thôi ha. Mở rào đi em. Rồi, mở rào. Hôm nay đến thăm chương trình thì anh có món quà xin tặng em. Dạ rồi, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh, chờ em chút. Sao rung dữ vậy? Dạ rung. Dạ đây, dạ đây là con heo băng vàng. Con heo này biểu tượng cho sự may mắn với tài lộc. Em cũng là lời chúc của em gửi đến anh. Rồi, anh cảm ơn em. Con heo trọng có cái gì không em? Dạ không, đợi anh bỏ. Ta nói người ta phải bỏ một cái đồng. Dạ, đợi anh bỏ. Lấy hên, lấy hên. Chứ 10 ngàn hay chục thì cũng được. Dạ đúng rồi, tiền hên anh bỏ vô liền đi. Ôi trời, nào lớn lớn chứ. Không, chủ yếu là tấm lòng anh Linh. Bỏ ông lấy luôn chứ đâu bỏ ông kia đâu. Heo đó heo của ảnh mà. Dạ heo của ảnh, dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu mà sau này có quen nhau cũng là của em. Đó, được. Được. Rồi,
thì là anh gặp em thì anh rất là có cảm tình, anh cũng tính rất là cái thích cái tính thật thà của em. Cái còn cái chuyện mà nói khéo thì cái chuyện đấy thì mình dần dần mình tập thì cũng được không sao, nhưng cơ bản cái bản chất mà thật thà là anh thích. Thí dụ như anh có buồn có cái gì ở ngoài cuộc sống anh có thích về chia sẻ với gia đình không? Có cái mục đích là mình là như vậy, tức là mình khi mình có gia đình ấy thì đôi khi mình ra ngoài mình làm việc mình áp lực thì về gia đình ấy sẽ là một cái để mình chia sẻ, mình an ủi nhau trong gia đình. Anh lúc nào anh cũng muốn là có một cái gia đình hạnh phúc. Tại vì em thích người mà chia sẻ nói ra, chứ đừng có giận rồi cái im rồi chiến tranh lạnh, em sợ lắm. Không, anh cũng không thích mà người người nó giận dai mà không nói. Có cái gì thì mình cứ nói. Dạ đúng rồi, cứ nói xong rồi giải quyết. Trong một cuộc cãi vã với nhau, ai sẽ nhường ai? Mình trao đổi đi. Chắc là anh phải nhường em trước. Dạ, biết là anh phải nhường rồi. Chắc là anh phải nhường. Thứ nhất là anh em, ít nói đâu có lại cô cũng, này. Em cũng còn ít tuổi hơn, cho nên là anh phải nhường hoặc em, là hoặc là con gái thì có cái nó bột phát hơn. Mình là đàn ông thì mình kiềm chế được. Nhưng mà nhường xong thì nhưng mà cũng lên không lên giận lâu. Có cái gì nguội thì mình nói chuyện với nhau. Rồi, từ tâm từ sự với rồi nhau, nói chuyện với nhau mình phân tích. Anh lấy nhau thì anh có muốn có con liền không? Anh cũng muốn có con liền. Có con liền. Thế còn con trai con gái thì cũng được. Chắc là em nghĩ con là của trời cho. Ví dụ như mà mình có thì mình nhận. Thí dụ như mà không có thì anh có buồn không? Em nói thí dụ vậy đó. Thì tất nhiên là có thì tốt hơn, còn nếu không có thì mình vào hoàn cảnh nào thì mình cũng phải chịu theo hoàn cảnh đó thôi. Tiến tới nắm tay bạn ấy, hát bài nào đó giao lưu chút xíu coi nó cảm xúc nó có truyền điện truyền gì không, hát bài gì tặng liền luôn, coi điện bao nhiêu vôn. Thế đến đây chương trình tôi cũng xin hát tặng chương trình một bài Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh. Biển anh ta khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu ngại chi sóng gió ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, cá bạc đầy khoang để màu da anh dám hồng. Lúa vàng chịu bông cho má hồng em tươi tha. Hay quá. Rồi. Em hát bài coi nào. Nói lại đi coi. Rồi em nói lại. Vô luôn. Từng chơi non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân, và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Hay quá. Giờ khẽ vuốt tóc em và làn da nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên. Đồ, hay quá. Và em đã biết thương nhớ biết dần hơn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Hay. Trời ơi. Em ơi, cái này là em thay lời muốn nói đúng không? Dạ. Mấy cái ông nội mà xưa uống cà phê bỏ đi, ông sai lầm vô cùng luôn. Em phải cho mấy ông nó hối hận của đời. Hối hận? Dạ, đúng rồi. Người ta dễ thương như thế, tươi như thế, giỏi như thế, hát như thế, tình cảm như thế, xinh như thế mà uống cà phê xong bỏ đi. Mấy ông đó chắc mắt, có mắt mà lọt tròng. Thiệt, thật sự nãy ngồi á, nhìn ba đó, nhìn bố ở dưới thấy thấy ba sung sướng lắm. Dạ. Ba tưởng tượng như em mới có 9 tuổi vậy đó. Cưng thiệt là cưng vậy đó. Những người này khó giận lắm nha. Trái tim có rung động gì chưa? Dạ rồi. Giờ vấn đề là cô này nè, em thấy sao? Nãy em nói chị rồi, đã mượn cái bài hát đó để em nói lên cái tâm trạng của em hiện tại. Em giờ đã biết tiếng nói yêu đầu tiên đúng không? Đúng rồi, Em cười tươi ghê luôn á. Khó tìm lắm á nha. Gọi là đồng hành với mình á, cũng khó tìm tuổi này lắm. Nói thiệt luôn. Vâng đúng rồi. Ta không có nghe gì đâu mà. Bây giờ ta chỉ còn biết ta nhìn bển rồi, ta nhìn bên đây rồi. Thôi bấm nút đi. Nhìn đứng hình đúng không? Vâng. Đứng hình rồi. Để tôi cái gì cho nó thèm thuồng chút xíu cho nó. Trời ơi.
chứ mời cái đưa ăn liền cũng được. Cái gì cho nó kéo dài cho nó có vẻ là gọi là chạy nó quyến. Thì bây giờ đến đây thì anh em mình gặp nhau là cái duyên. Anh thấy em là anh cũng có cái rất là có cái cảm xúc. Thế thì anh cũng sẽ bấm nút cho em. Thôi nghỉ đi, thôi khỏi đi, nghỉ luôn được không? Anh cũng mong em bấm nút cho anh thì yêu ai vậy, yêu anh cảm ơn. Nói chung hai người cũng có một chút rung động rồi đó ha. Thôi, thì có hai gia đình hai bên đại diện rồi, mình làm bằng chứng lịch. Nãy giờ mình nói gì mình nhớ làm đúng thôi nha. Để tay nút bấm nha các bạn. Nào, sau 3 tiếng đếm ta quyết định điều đó. 3 2 1 Hết thời gian. Bấm đi. Bấm rồi, bấm rồi. Cái nút bên đây nó kỳ cục. Rồi, nắm tay được rồi đó. Bây giờ nè, xin phép bác là bắt đầu từ đây cho tụi con hẹn hò với nhau. Con hứa cái gì đó, nói với bác đi. Con cũng xin phép bác là cho chúng con được hẹn hò, tìm hiểu nhau. Và con hứa sẽ chăm sóc em suốt đời. Đấy, mày yên tâm đó. Đó. Bây giờ là xin phép bác cho con... con xin phép bác cho con hôn em một cái. Với cả anh xin khuyến mãi em một cái nữa. Mấy người kia là không có này, xin hôn thêm nữa. Thì đó. Đâu bây giờ em có em hôn lợi đi. Vậy hả? Ừ. Thì chết hết vậy đi. Rồi, cảm ơn em. Tình hình này là về là cưới liền thôi chứ còn không có chờ đợi gì nữa. Hai bên cưới luôn, xong là, đều luôn. Là có em bé liền. Hiểu không? Có em bé liền. Cho đều luôn em, hai bên luôn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc nha, mau làm đám cưới nha và mau mau có em bé liền. Rồi qua gặp tôi ở Vợ Chồng Son. Ok. Cảm ơn chị Linh, cảm ơn chị Hồng Vân, cảm ơn chương trình. Mẹ chồng nàng dâu vô luôn. Không? Rồi qua tình trăm năm luôn. Rồi cảm ơn chương trình. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc và tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt mọi người. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương trình sắp tới.
em là mất 8 năm dạ. tuổi thanh xuân của em để dành cho tình yêu. Còn bạn này là bạn chưa có mất tháng nào năm nào luôn đó cưng. Thì em sẽ dành tất cả thời gian của em còn lại cuộc đời này dành cho bạn. Nói chung là đối với anh thì em trên cả tuyệt vời. Hơn cả mong đợi. Em là có tính tự lập khá cao và hiện tại em đã có nhà riêng tại Biên Hòa Đồng Nai. Tha là bôi hết ta làm lại từ đầu. Người ta không ngửi được mùi thuốc thì dạ. anh có bỏ được không? Dạ ngày uống có một ly thì uống hút con điếu đó. Nhưng mà ta không ngửi được mùi thuốc luôn. Dạ em ra ngoài em hút chứ đâu hút nhà đâu. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh.